Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ để sử dụng Zalo để máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn tải file từ điện thoại lên máy tính bằng Zalo các bạn nhé. Thì trong quá trình các bạn làm việc ấy, thì các bạn sẽ có cái nhu cầu là tải các cái file từ điện thoại sang máy tính. Đấy, ví dụ như là file Word này, file Excel, hoặc là các bạn chuyển ảnh này, video từ điện thoại sang máy tính. Đấy, thì có thể là có nhiều cách các bạn nhé. Đấy, nhưng mà trong video hôm nay thì chia sẻ các bạn về cái cách các bạn sử dụng Zalo. Đó, thì vấn đề đầu tiên là các bạn phải cài Zalo lên điện thoại này và phải cài Zalo ở trên máy tính, và các bạn phải đăng nhập tài khoản ở trên cả hai cái thiết bị đó. Đó, tức là có tài khoản Zalo trên điện thoại và có tài khoản Zalo trên máy tính. Thì cũng giống như đây thì trên máy của mình thì mình đã cài Zalo đấy các bạn này. Đấy, trên máy tính nhá, phiên bản máy tính này. Đó, thì cái giao diện phiên bản Zalo trên máy tính thì nó tương đối là dễ dùng các bạn nhé. Đó, từ từ lớn, hình ảnh lớn, cho nên là rất là dễ thao tác. Thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ được một số video về cách sử dụng Zalo trên máy tính đó, và cách tải và cài đặt Zalo trên máy tính. Và các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm về cách tải và cài đặt Zalo trên máy tính các bạn nhé. Rồi, thì trong video hôm nay thì mình vẫn tiếp tục chia sẻ cho các bạn mới sử dụng, cho nên là mình đi chậm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Đó, thì đầu tiên là để các bạn tải các cái file từ điện thoại lên máy tính nhé, chẳng hạn như là file Word, file Excel, file hình ảnh, file PowerPoint ấy. Thì các bạn do là ở đây thì mình quay trên máy tính cho nên là mình không chia sẻ về cái hình hình ảnh điện thoại được. Thì trên điện thoại các bạn mở Zalo lên nhé, mở Zalo lên và các bạn truy cập vào cái mục tin nhắn. Đấy, truy cập vào cái mục tin nhắn, và sau đây các bạn kích tích kích vào cái mục có dấu còng ở góc trên cùng bên phải đó. Lúc này là chia sẻ các bạn thì mình vẫn đang thao tác trên điện thoại các bạn này. Các bạn mở cái mục tin nhắn ra nhé, các bạn bấm vào cái dấu còng ở góc trên cùng bên phải, và sau đấy là nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ và các bạn chọn vào cái mục là cloud của tôi đó, y như thế này. Các bạn nhìn lên máy tính của mình này, có cái mục cloud của tôi, thì các bạn kích vào cái mục cloud của tôi đó ở trên điện thoại và bắt đầu các bạn gửi hình ảnh lên. Đó, gửi hình ảnh lên cloud hoặc là gửi video lên đấy, hoặc là gửi các cái file Word, Excel lên cloud. Và cái cloud này thì nó có ở cả trên điện thoại và trên máy tính các bạn nhé. Đấy, thì khi các bạn mở cái máy tính của các bạn lên thì cũng có cái mục cloud đây. Đó, các bạn truy cập vào cái mục có cái biểu tượng cuốn sổ này, các bạn tích vào mục cloud đó. Thì tất cả những cái file Word, Excel hoặc là hình ảnh các bạn gửi trên cloud bằng điện thoại ấy, thì ở trên máy tính nó sẽ hiện lên ở đây luôn. Đó, nó cũng hiện lên đầy đủ trên trên máy tính đó. Thì lúc này sau khi các bạn gửi cloud trên điện thoại rồi thì các bạn mở Zalo lên lên máy tính lên trên máy tính lên cloud trên máy tính lên, thì tất cả những cái file đó đều nằm ở trên này các bạn, đều nằm tất cả ở trên này. Thì lúc này các bạn chỉ có một cái công việc nữa, đó là các bạn tải xuống máy tính thôi. Đấy, tải xuống máy tính. Thì chia sẻ các bạn là cái cloud có nghĩa là có nghĩa là đám mây, có nghĩa là lưu trữ dữ liệu đám mây ở trên Zalo. Và mình đã có làm một cái chia sẻ rất là chi tiết về cách mà lưu trữ dữ liệu trên Zalo bằng cloud, rất là chi tiết nhé. Các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm cái cách lưu trữ tài liệu. Và khi các bạn lưu trữ tài liệu trên cloud thì trong thời gian rất là dài, các bạn có thể lưu trữ 10 năm, là 5 năm, là 10 năm, thậm chí là hơn, với điều kiện là cái tài khoản Zalo của các bạn là không bị mất đi. Đó, rất là hay các bạn nhé, và cái tính bảo mật cũng rất là cao đó. Và cái đặc điểm thứ hai của cloud nữa, đó là các bạn có thể truy cập ở trên điện thoại và truy cập được ở trên máy tính đó. Và sau khi các bạn mở máy tính ra thì các bạn có thể tải tài liệu trên cloud về máy tính của các bạn để các bạn làm việc đó. Ví dụ như bây giờ là ở trên điện thoại thì mình đã tải lên những cái hình ảnh thế này đó, và sau khi mở cloud trên máy tính thì mình cũng có những hình ảnh y chang như vậy luôn. Và bây giờ mình sẽ tải những cái hình ảnh này xuống máy tính của mình nhé. Đó, thì các bạn sẽ làm như thế nào đó, thì sau khi vào đây thì các bạn sẽ, ví dụ bây giờ mình muốn tải cái hình ảnh này chẳng hạn này đó, thì các bạn để con trỏ chuột lên hình ảnh này và các bạn tích vào cái dấu ba chấm này. Rồi sau đấy các bạn chọn vào cái mục là lưu về máy đó, lưu về máy nhé, thì các bạn tích vào đây đó. Thì lúc này là máy tính nó sẽ yêu cầu chúng ta là chọn nơi lưu đó, thì các bạn sẽ kéo cái thanh trượt bên này xuống, lên xuống này đó. Và thường thường là chúng ta lưu trong ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa E các bạn nhé. Ổ đĩa C thì chúng ta lưu hệ điều hành rồi, chúng ta không nên thao tác trong ổ đĩa C bởi vì nó có thể là làm lỗi máy các bạn nhé. Ở đây mình sẽ lưu trong ổ đĩa E các bạn này, đó, ổ đĩa E này, và mình sẽ ghi là ảnh ha, ảnh đẹp chẳng hạn, ảnh đẹp mới, ví dụ như vậy, mình ghi để nó khỏi trùng cái tên cũ thôi, ảnh đẹp mới. Đó,
Và sau khi đặt tên file như thế này rồi, các bạn chú ý là đặt tên file thì các bạn có thể đặt có dấu đó hoặc là không dấu đều được nhé, nhưng mà ở giữa hai cái chữ các bạn phải để một cái dấu cách này à, để tránh trường hợp là cái file này nó hay bị lỗi. À, thì mình thấy một số bạn là đặt tên file là các bạn là không có cái dấu cách ở giữa này, thì cái file sau đấy thường thường bị lỗi các bạn nhé, à, rất là phiền. Đó, để dấu cách như thế này thì sau khi đặt tên file xong thì các bạn sẽ bấm vào server để các bạn lưu về máy nhé. Rồi, như vậy là mình đã tải xong này, ở đây có ghi là đã tải xong, có nghĩa là tải về máy rồi. Bây giờ mình sẽ tải thêm hình ảnh nữa các bạn này. Đó, thì để tải cái hình ảnh này các bạn để con trỏ chuột lên đây và các bạn nhìn sang bên trái có cái dấu ba chấm đấy, các bạn tích vào đây và tích vào cái mục là lưu về máy. Đó, đây mình cũng ghi là ảnh hoa giấy chẳng hạn ha, ảnh hoa giấy đẹp đấy. Rồi, sau khi đặt tên file xong và chọn nơi lưu là ổ đĩa D các bạn này đó, và bấm vào server. Đó, thì lát nữa mình sẽ mở lên cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem luôn. Đây mình sẽ vào ZBC này đấy, hoặc là các bạn vào My Computer đấy, rồi vào ODE này. Rồi mình sẽ kéo cái thanh trượt xuống nha, để mình tìm cái hình ảnh lúc này đó mình đã tải xuống. Ở đây hai hình ảnh mới tải xuống đây các bạn này, nằm ở đây luôn, ảnh đẹp mới này đó, tải xuống máy tính rồi nhá. Đó, và lúc trước thì mình đã tải lên cloud bằng điện thoại rồi đó. Đó, và sau đây ở đây thì như vậy là mình đã đưa lên máy tính rất là nhanh chóng, chỉ cần vào cloud và tải xuống là các bạn sẽ có cái một cái hình ảnh trên máy tính ngay đó. Rồi, hoặc là hình ảnh ảnh hoa giấy đẹp này, đây này. Đó, mình đã tải xuống máy tính này. Đó, rất là tiện các bạn nhé, rất là tiện luôn. Đó, các bạn chỉ cần cài Zalo trên điện thoại và trên máy tính là các bạn có thể chuyển file giữa điện thoại và máy tính rất là nhanh gọn. Đó, và tiếp theo này mình sẽ tải một cái file gột tên này xuống đây. File file là sử dụng Win 10, dung lượng là 11.552 KB. Đó, để tải cái file gột này thì các bạn tích vào cái dấu mũi tên đi xuống đây nhé, có cái mũi tên đây. Và khi các bạn để con trỏ chuột vào đây thì Zalo thông báo là lưu về máy, đấy có nghĩa là tải về máy, thì chúng ta tích vào đây. Đó, và đây thì Zalo cũng yêu cầu là chọn nơi lưu ở trên máy tính, thì mình sẽ chọn ODE luôn và mình sẽ ghi là hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng Win 10 chẳng hạn. Đó, mình đặt đến tên trùng với cái file cũ thật trên máy của mình, hướng dẫn sử dụng Win 10 nhé. Rồi, sau khi đặt tên file xong thì chúng ta sẽ bấm vào Saver để chúng ta lưu về máy. Đó, rồi như vậy là mình đã tải xong các bạn nhé. Đấy, tải rất là nhanh thôi. Đấy, hoặc là video. Đấy, ví dụ như video này chẳng hạn, ở đây trên hôm trước là mình có làm một clip chia sẻ về cách tải tài liệu lên cloud đấy, và mình có tải lên cái video này đó, thì hôm nay là mình tải xuống. Thì để tải video này xuống thì các bạn cũng tích vào cái dấu mũi tên ở đây đó, lưu về máy các bạn tích vào đây nhé, rồi chọn nơi lưu nhé. Đó, đổi để e và ví dụ như mình ghi là cách sử dụng, ví dụ như vậy, cách sử dụng chuột quang chẳng hạn ha, chuột quang là chuột có dây đấy, chuột máy tính đấy các bạn. Đó, rồi sau khi đặt tên file xong thì chúng ta bấm vào server nhé. Đó, và cái file này nó được tải xuống các bạn này, được tải xuống trên máy tính của mình nhá, tải rất là nhanh đấy. Ở ngoài ra thì các cái file khác, ví dụ như file Excel cũng vậy. Ở đây là một cái file Excel các bạn này, đây cái file màu và xanh lá cây đây này. File Excel thì các bạn cũng tích vào cái nút tải về này, các bạn tải về máy nhé. Đó, và ở trên điện thoại thì sau khi các bạn mở cái cloud lên đấy thì các bạn tích vào cái dấu ba chấm nhé. Các bạn nhìn xuống phía dưới của điện thoại ấy, là có cái dấu ba chấm ở cái phần mà nhập tin nhắn đó, các bạn tích vào cái dấu ba chấm đó thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ và có cái cửa sổ là file tài liệu. Đó, tích vào dấu ba chấm và có cửa sổ file tài liệu, các bạn tích vào cái file tài liệu đó thì chúng ta sẽ gửi tài liệu lên. Tài liệu đấy có thể là Excel, Word, PowerPoint. Các bạn bấm vào đây tải về này, hoặc đây là cái file PowerPoint 2016 các bạn này, đó, slide trình chiếu chẳng hạn, các bạn cũng tích vào đây, các bạn tải về nhé. Đó, cách làm rất là đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình mở lại cái file lúc nãy xem thử là đã có chưa nhé. Đấy, mình mở lại cái ODE nhé, BC này, ODE này. Đó, lúc này là mình có tải về cái file Word đúng không? Ở đây các bạn này, đây mình đã lưu xuống đây này, đây cách sử dụng chuột quang đấy, mình mở lên cho các bạn xem này. Đó, video mình đã tải trên cloud về máy tính nhé. Đấy, rất là nhanh gọn nhé. Rồi, đó là cái file video. Đấy, còn cái file Word ấy, file Word lúc nãy là mình tải về thì nó nằm đây các bạn này, đây hướng dẫn là sử dụng Win 10 này, đây nhé. Đó, thì cái file này mình cũng đã tải về đây.
tải về trên ổ đĩa của máy tính. Rồi thì cái vấn đề mà các bạn sử dụng chuyển file từ điện thoại lên máy tính bằng Zalo rất là đơn giản, nhưng cái vấn đề đầu tiên là các bạn phải biết tải file lên cái cloud trên điện thoại nhé. Đó thì các bạn tải lên và các bạn chuyển chuyển qua chuyển lại trên điện thoại và máy tính được. Rồi thì trong thời gian vừa qua thì mình có làm một số video về cách sử dụng Zalo trên máy tính các bạn nhé. Thì thông qua video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé. Và sau khi các bạn mở trang chủ của YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào phần tìm kiếm này, các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV. Đó, cái TV này viết tắt các bạn này. Và cái này các bạn chỉ cần gõ không dấu thôi nhé. Rồi sau đây các bạn là kích vào cái phần kính lúp bên phải này này để các bạn tìm kiếm này. Đó, đây là cái kênh của mình các bạn này, khám phá cuộc sống TV. Các bạn tích vào hình avatar. Rồi sau khi truy cập vào cái kênh của mình ấy, thì các bạn kích vào cái mục là video. Rồi các bạn kéo cái thanh trường bên phải này xuống này. Đó. Thì ở đây thì mình có thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ một số video, chẳng hạn như là cách sử dụng Zalo trên máy tính các bạn này cho người mới bắt đầu này. Đó, tức là cách sử dụng Zalo rất là cơ bản dành cho các bạn mới sử dụng này, hoặc là hướng dẫn lưu trữ tài liệu lâu dài trên Zalo bằng công cụ Cloud mà lúc nãy mình vừa chia sẻ các bạn, hoặc là cách tải ảnh video từ Zalo về máy tính này cho người mới bắt đầu này, hoặc là cách tắt Zalo khởi động cùng máy tính. Đấy. Và một số video phía dưới này nữa các bạn nhé. Đấy, các bạn kéo xuống dưới này để các bạn tham khảo thêm. Rồi, hoặc là các bạn có thể truy cập vào cái mục là trang chủ các bạn nhé. Các bạn truy cập vào cái mục trang chủ trên kênh của mình này. Rồi, các bạn kéo cái thanh trượt xuống nhé. Thì bạn nào quan tâm về cái chủ đề sử dụng máy tính nhé, thì các bạn có thể truy cập vào cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính này cho người mới bắt đầu này. Thì trong cái mục này mình chia sẻ rất là chi tiết các cái video về sử dụng máy tính, cách sử dụng laptop, sử dụng máy tính bàn đấy, hoặc là cách gõ tiếng Việt trên máy tính, chủ yếu là dành cho các bạn mới bắt đầu đấy, hoặc là hướng dẫn Word, sử dụng Word trên máy tính các bạn này, hướng dẫn sử dụng PowerPoint trình chiếu này, hoặc là hướng dẫn sử dụng máy in đó, và một số các cái mục phía dưới này nữa các bạn nhé. Thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm một số video nữa. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng Zalo đến máy tính thành công, cũng như là tải được cái tài liệu từ điện thoại lên máy tính thành công các bạn nhé. Đấy, sau video này bạn nào có vấn đề gì, các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.